Thưa quý vị, năm 2014 là năm bầu cử của Ấn Độ. Càng đến gần thời điểm đó, các chính trị gia lại càng tung ra nhiều chiến dịch tranh cử, kêu gọi sự ủng hộ. Ngoài những chiến dịch truyền thống, năm nay Ấn Độ còn xuất hiện xu hướng lobby online, nghĩa là tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri qua mạng xã hội và tương tác trên Internet. Đối tượng mà các chính trị gia nhắm đến khi thực hiện những hoạt động này là các cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử. Ấn Độ là nước có nền dân chủ lớn nhất thế giới. Người dân nước này đang chờ đợi cuộc bầu cử vào năm 2014. Ước tính lần này có khoảng 150 triệu cử tri mới. Đa phần họ là những cử tri trẻ, yêu thích công nghệ và đang dùng chính mạng xã hội để bày tỏ sự ủng hộ đối với đảng của mình. Vô hình chung, mạng xã hội đang trở thành công cụ tranh cử của các phe phái tại Ấn Độ. Tính tới thời điểm hiện tại, người thành công nhất trong việc kêu gọi sự ủng hộ trên Internet là ông Narendra Modi của đảng Bharatiya Janata. Những tín đồ công nghệ trẻ tuổi Ấn Độ đang tỏ ra rất hào hứng với những vấn đề chính trị và đang tận dụng mạng xã hội để bày tỏ điều đó. Người được họ ủng hộ nhiều có vẻ là ông Narendra Modi, người lãnh đạo phe đối lập và là ứng cử viên cho chiếc ghế thủ tướng tới từ đảng Bharatiya Janata. Nhìn có vẻ cơ hội để ông ấy trở thành tân thủ tướng là rất lớn và ông ấy kỳ vọng mạng xã hội có thể giúp mình. Điều đặc biệt về hiện tượng chính trị trên mạng xã hội là nó được khởi xướng bởi các bạn trẻ rành rẽ về công nghệ và thường không quan tâm mấy tới công nghệ. Nhưng bây giờ họ tìm hiểu về ông Narendra Modi và kết nối với nhau thông qua Twitter, Facebook hay nhiều mạng xã hội khác. Thậm chí còn học offline ngoài đời. Tôi đã tới tham dự một buổi như vậy ở Delhi, mọi người cùng ăn uống và chuyện trò, chỉ khác là câu chuyện xoay quanh vấn đề chính trị. Sau đó, mọi người chia sẻ những điều đó trên trang cá nhân của mình. Mọi thông tin chia sẻ đều có lợi cho ông Modi và tỏ rõ sự ủng hộ với ông. Mạng xã hội với tôi là một cách rất hay để bày tỏ quan điểm của mình. Vì vậy, tôi tham gia vào thế giới đó, kết nối với những ai tôi nghĩ là có cùng vấn đề, cùng suy nghĩ như tôi. Điều mà ông Modi đang làm là kết nối với cử tri trên Twitter và cập nhật Facebook. Ông ấy sử dụng mạng xã hội như một công cụ tương tác hai chiều. Cử tri có thể hỏi ông Modi điều gì đó, hoặc là góp ý phản hồi về chiến dịch tranh cử để ông Modi có thể tiếp thu và cải thiện. Hiện tại, ông Narendra Modi có tổng cộng gần 10 triệu người theo dõi trên hai trang Twitter và Facebook. Điều này cho thấy sức hút của ông đối với cộng đồng mạng, mà hầu hết trong đó là giới trẻ, thực sự rất lớn. Hiện tượng này thực sự mới vì chỉ mới 10 hay 12 năm trước, chỉ có 0,5% dân số Ấn Độ biết và dùng Internet. Bây giờ con số đó đã lên tới 12,5% và sẽ còn tăng lên nữa trong tương lai. Như vậy rõ ràng tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng mạng là điều mà ông Narendra Modi và đảng Bharatiya Janata đang làm. Họ cho rằng chiến lược này có thể tạo được những bứt phá bất ngờ lớn khi đến cuộc bầu cử năm sau. Thông qua Internet, họ đã chạm đến được với giới trẻ, những người gần như không quan tâm tới chính trị tại Ấn Độ. Và phe nào làm tốt thì chắc chắn có thêm lợi thế vào năm 2014. Nhưng dù có nhận được nhiều ưu ái trên mạng xã hội mà không nhận được nhiều phiếu bầu, thì nỗ lực mà ông Narendra Modi đang tỏ ra cũng không còn ý nghĩa. Chưa kể đường lối lãnh đạo cứng rắn của ông trước giờ cũng bị nhiều người chỉ trích. Vì thế, để từ một chính trị gia được yêu mến trên mạng xã hội thành tân thủ tướng với ông Narendra Modi không hề đơn giản.